Hello cả nhà ơi. Giờ bây giờ Khoa sẽ review món tôm bánh tôm khoai môn nha, bánh khoai môn tôm chiên nha quý vị. Đây. Rau nha quý vị, rau xanh nha. Khoa sẽ ăn với lại rau nhấp cá nè. Đó. Rau húng lủi. Nha, yeah, đây rồi gấp cá giống lũi. Cho Miu lên miếng nè Miu lên. Miu lên, right here. Nè em, nha. Đó, đây là bánh tôm chiên nha quý vị. Đây là một trong những món ăn khoái khẩu nhất. Cô Khoa lúc mẹ sinh thời mẹ hay làm cho Khoa ăn lắm. Quý vị có thể mua một củ khoai môn khoảng 1 ký hoặc là nửa ký hoặc là 700 gram ha. Quý vị sắc lát, sau đó sắc sợi mỏng, một bịch bột tôm lăn bột, cộng thêm 2 quả trứng, 2-3 cọng hành lá. Quý vị sắc nhuyễn hành lá. Bột thì quý vị quậy cho sệt đi nha, cho ít nước vào trước đi, rồi xem cái độ sệt như thế nào rồi quý vị quậy, đừng có cho nhiều nước quá nó sẽ bị lỏng. Quý vị một củ khoai môn khoảng 700 gram, tép thì tùy theo quý vị, quý vị có thể ăn nửa ký hoặc 1 ký hay là 200-300 gram tùy theo quý vị ha. Khoai môn quý vị sắc lát, sau đó sắc sợi mỏng. Và một bịch bột, quý vị cho ít nước thôi, rồi khi nào cảm thấy mà nó đặc quá thì chúng ta cho thêm nước vào nữa. Rồi hành lá, tôm, cho một chút xíu bột nêm, 2 quả trứng. Sau đó quý vị trộn đều chung với nhau, không cho đường nha, không cho đường, Khoa chỉ cho bột nêm thôi và trộn cho mấy trứng rồi với nhau. Bắt chảo dầu nóng lên và chiên làm nước mắm chua ngọt ha. Quý vị có thể ăn kèm với lại đậu xanh cà cũng được nha quý vị. Đậu xanh cà cũng rất là ngon. Em ăn cái gì vậy? Đậu xanh cà hoặc là đậu xanh hột còn vỏ đó quý vị, hoặc là đậu xanh không hột quý vị có thể luộc rồi quý vị bỏ vô trong đây thì ăn cũng sẽ giống như là bánh cống của mình ở dưới Sóc Trăng vậy đó. Rồi chúng ta quậy nước mắm chua ngọt thôi. Quý vị muốn bánh mà vừa ăn không bị khô, có thể cho một củ hành tây sắc mỏng giống như khoai môn, sắc mỏng, sắc sợi ha. Khoai môn, củ hành tây sắc sợi mỏng, một bịch bột, chúng ta khoa vừa nước ăn, rồi sau đó nếu cảm thấy đặc quá thì chúng ta sẽ làm lỏng lại, nhưng nhớ là thêm 2 quả trứng nữa rồi chúng ta có thể làm chiên với lại ăn với lại nước mắm chua ngọt nhanh mà. Ừ. Ui, thấy nước mắm coi làm không? Như mà có coi chương trình này, làm ăn đi Như ơi. Rất là ngon nha bạn.
làm cho ba ăn đi Như ơi, ngon lắm Như ơi. Ok à, của em nào. Để chút nha, tôi vô phải lấy thêm nữa. Ai ở gần nhà của Như ở dưới Busa đó quý vị, nhắn Như làm ăn đi nha quý vị. Gặp Như ngoài đường nó Như ơi, làm ăn đi Như ơi. Đừng đi ăn ngoài nó Như ơi. Nha quý vị. Đây. Ok. Ha. Đủ rồi. Ok, em diễn quá à. Mỗi lần mà mình mưu lần muốn ăn á, mấy việc mưu lần diễn cái gì nó sủa. Để cho mình chú ý á. Xin lỗi quý vị. Chặt kỹ thuật. Buồn làm chi Như ơi, lá xanh rồi. Phải mua một bó, một bịch cải xanh quý vị. Cái cuốn cải xanh á. Và nó cần còn lá gối nữa phải ạ. Rất là thích ăn rau sống. Quý vị còn nhớ chị Ánh Xèo trong trong sinh nhật của Hoa Hồng chị Ánh Xèo. Chị nấu ăn cũng ngon. Chị nấu bánh xèo ngon lắm quý vị. Bột này chiên tôm này chị làm cũng ngon nữa. Và đang dọn dẹp nhà cửa. Nhưng nhớ đến quý vị phải chia sẻ. Ok, nhà. Nhà của em nè. Mưa lành giỏi lắm luôn á, gì mưa lành cũng ăn được á. Quý vị đợi Khoa tí xíu. Khoa sẽ đi làm một ly nước ngọt nha. Một ly nước ngọt.
em ơi, lá xanh rồi cũng phải đi đâu. Ngỡ xanh đến bên anh, ai ngờ đường ta lại không xa. Chẳng em chiếm chim ấy rồi, tâm tư nên âu sầu. Và đây, quý vị nhớ cái này không? Đây, thập niên năm 1900 hồi đó, quý vị nhớ cái nước ngọt loại chai này không? Bây giờ Khoa tìm được ở trong chợ của Mỹ, rất là ngon nha quý vị. Đây. Năm 1900 hồi đó đó, quý vị nhớ không? Những chai nước ngọt này không? Qua đây chiên thêm đợt mới nữa nha quý vị. Cái này nè quý vị, ăn không có bị ngán. Tại vì nhiều khi chúng ta không có thích ăn cơm, không thích ăn nặng á, chúng ta có thể mua một củ khoai môn về với lại một củ hành tây. Đó quý vị, sắc sợi mỏng ra. Muốn ăn cà rốt, bỏ cà rốt vô cũng được ha. Cộng thêm đậu xanh hồ, đậu xanh cà hoặc là đậu xanh không vỏ, quý vị luộc. Đó, quý vị bỏ vô chung, rồi một bịch bột chiên tôm thì tùy theo hãng, khoa ăn hãng của Vĩnh Thuận. Đó, nhiều hãng lắm, ở Mỹ này rất nhiều hãng. Thì quý vị có thể mua bất kỳ một cái hãng nào đó quý vị thích. Đó, về quý vị sẽ pha bột với nước, nhưng mà khoa đặc thôi, đừng khoa lỏng quá. Tại vì khi mà quý vị khoa lỏng quá, bột nó sẽ bị lỏng ra. Nên khoa sệt sệt đi, nếu mà thiếu thì chúng ta sẽ cho thêm nước vô và thêm hai quả trứng, cộng thêm một muỗng bột nêm. Đó, khuấy đều với nhau rồi bỏ vô tôm vô, bao nhiêu tùy quý vị muốn ăn gì đó quý vị bỏ tôm vô. Muốn ăn thịt nạc bằm cũng được, nạc bằm chúng ta xào dầu tỏi cho sạch cho ngon trước, cho săn trước bỏ vô ăn y như bánh cống. Nhê rồi bắt dầu lên chiên rồi ăn uống với nước ngọt. Đó quý vị. Một chai như vậy bên này là 99 cent, chưa tới 1 đồng nữa nghe quý vị, nhưng mà họ phải tính cái vỏ chai hình như 10 cent hay bao nhiêu đó, 10 cent nữa để mà giống như là cái phí dọn dẹp đó quý vị. Đói bụng phải miêu lên, anh lấy cho em ăn nữa nha. Mấy quý vị thích uống nước ngọt này lắm luôn á. Nè, để đây cho nó đẹp nha. Buồn làm chi miêu lên, này lấy của mẹ ăn đi. Mẹ cho em ăn nè. Good girl, miêu lành giỏi lắm á quý vị ơi. Âm nhã gì đây ghê quá vậy miêu lành hả? Em ăn cái gì mà âm nhã vậy? À bưởi, bưởi hồi nãy miêu lành ăn không hết trái bưởi á quý vị. Bưởi quên. Lá xanh rồi cũng khoai màu. Ngon không? Trời ơi, nhai rớp 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 luôn kìa quý vị. Phai thích ăn những món này lắm quý vị. Tại quý vị biết sao? Không có mất công làm. Chừng 10 phút, 15 phút là mình đã có ăn rồi. Kênh YouTube của Khoa đã được livestream rồi nha quý vị. Khoa sẽ live trong thời gian gần nhất cho quý vị nha. Bây giờ Khoa xuống nha. Chúc cả nhà một buổi trưa ngon miệng. Làm liền đi, chạy ra chợ mua liền đi, nhanh mà nha. Chúc quý vị một buổi ăn ngon miệng. Chào quý vị.